Xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh YouTube Mùa Nội Xưa Và Nay để tiếp tục đồng hành cùng những hành trình ra những cái video mới về những cái sự kiện in-game của server Hà Nội nói chung. Thì ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục gửi tới anh em một video clip phân tích về cái lô đồ đấu giá vào cái đợt Tết Dương mà admin có tung ra thị trường cho các anh em game thủ. Thì cái ngày đấu giá của năm vừa rồi thì chúng ta sẽ có hai ngày, đó là ngày mùng 1 và ngày mùng 2 Tết Dương lịch. Thì hai ngày lễ đấy thì mình cũng không có thời gian để ngồi máy tính để có thể live stream trực tiếp cái quy trình đấu giá, cái độ sôi nổi của nó. Và ngày hôm nay thì mình mới có thời gian để ngồi phân tích cũng như là review lại với anh em. Thứ nhất là người mà thắng được hai cái lô đồ đó. Sau đó mình sẽ review lại một chút về cái item bên trong cái lô đồ đó và giới thiệu với mọi người một chút về cái một trận đánh nhau PK khi mà cái nhân vật mới đã thắng được cái lô đồ đó với cái tốc độ đam nó khác biệt như nào. Rồi, ba cái vấn đề mà chúng ta sẽ giải quyết trong video này. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Điểm đầu tiên, trước khi đi vào video tiếp theo thì nếu các bạn thấy video hay và gửi lại cho mình những cái kỷ niệm về game thì hãy cho mình xin một đăng ký kênh để có thể theo dõi những video mình sẽ sắp ra trong thời gian tới đây. Hiện tại thì đã bị cúm hơn khoảng hơn một tháng nay rồi, vì mình thấy mũi nó còn đang bị hơi tịt một chút nên cái giọng nó sẽ lệch lạc đi một chút. Thì anh em nghe giọng mình cảm thấy không hay thì có thể tắt hoặc là lấy video giúp mình. Rồi, cái điểm đầu tiên mà chúng ta cùng đi vào tìm hiểu mà đối với các bạn đang chơi game hoặc các bạn đã bỏ game lâu ấy, cũng có thể các bạn sẽ chưa biết cái quy trình đấu giá nó diễn ra như nào đâu. Để mà đấu giá ấy, được thì các bạn phải có tài khoản và đăng nhập vào cái trình duyệt web quản lý account của server Hà Nội. Ok, trình duyệt web quản lý account của server Hà Nội sẽ có cái đường link là hn.gamethủvn.net. Các bạn đăng nhập account của mình vào. Sau khi đăng nhập account vào ấy, thì các bạn sẽ vào phần thẻ tab, đó là chợ Hà Nội này, chợ Hà Nội nhá. Rồi các bạn vào phần đấu giá VIP. Rồi, đấu giá VIP ở đây thì các bạn hiện tại đấu giá đã xong rồi nhá. Đây, admin thông báo rồi. Lô đồ đấu giá đã kết thúc. Và bây giờ các bạn ấn vào cái phần click để xem này, để xem là hai cái lô đấu giá gần nhất đây này là sẽ là chủ account nào thắng và nhân vật nào chủ account nào thắng và nó bao gồm cái item như nào. Ở đây mình xem ngày hôm nay mình sẽ review cái lô đồ thứ hai của ngày đấu giá mùng 2 tháng 1 này này. Đó là lô một chiếc cánh lưỡng nghi cộng 15 full hạn dùng 1 năm. Đây mọi người có thể thấy luôn thông tin hạn dùng 1 năm này. Và kèm theo đó là một vũ khí tùy chọn 4 dòng hoàn hảo cộng 5 dòng siêu socket cộng 10 năm cũng hạn dùng 1 năm. 4 dòng hoàn hảo nghĩa là 4 dòng X, 5 dòng siêu socket là 5 dòng khảm K5 vượt trội đó. Và cái lô đồ đấu giá này được người mua Lucky Boy đấu giá thành công với cái mức chi trả là 555.000 bạc. 555.000 bạc thì mình sẽ nhân luôn cho anh em ra giá tiền luôn. Hiện tại thì ngày mùng 1 là ngày khuyến mại nạp thẻ, vì thế là cái giá bạc nó đã giảm hơn so với cái thời điểm trước là 76, thì bây giờ mình cứ tính cho anh em là bạc là 70 này nhân với cả 555 bằng. Vậy là lô đồ này là bạn ấy mất 38 triệu 850 nghìn. Đấy là cái bạc 70 nhá. Còn nếu mà bạc cao hơn thì cứ tính dôi giả là khoảng 40 triệu. Đó, 40 triệu để bạn nhận được một cái cánh lưỡng nghi và một chiếc vũ khí tùy chọn 4 dòng hoàn hảo cộng 5 dòng siêu socket.
là 40 triệu cho 1 năm sử dụng, thì anh em có thể thấy là bạn này tay to khủng khiếp như nào. 40 triệu này chia cho 12 tháng thì mỗi tháng bạn mất 3 triệu 3 tiền thuê. 3 triệu 3 tiền thuê, anh em đã hình dung được 3 triệu 3 tiền thuê cái vũ khí này, tại vì nó chỉ được một năm thôi. 3 triệu 3 một ngày chia cho 30 ngày, 3 triệu 3 một ngày chia cho 30 ngày, vậy tính ra bạn là mất 100 nghìn à? 100 nghìn làm gì có chuyện đấy nhỉ? 100 nhân với cả 365. Đúng rồi, hơn 100 nghìn. Hơn 100 nghìn anh em ạ. Hơn 100 nghìn một ngày. Nói chung đúng như anh em mình đi bốc bắt họ ấy, mà lãi ngày đấy. Kiểu kiểu như thế đấy. Quay trở lại với nhân vật Lucky Boy, một người rất là đẹp trai thắng cái nô đồ này. Và anh em phải hình dung như này này. Đây là cái giá thắng, còn cái lúc cái thời điểm đấu giá ấy, thì mọi người sẽ đặt đặt cái tiền mình sẽ muốn đấu thắng nô đồ này, ví dụ đã giá khởi điểm là 2020 bạc. Mỗi lần nâng giá tối thiểu là 1.000 bạc này. Đó. Thì cái quy định đấu giá thì anh em có thể đọc lại ở trong cái trang quản lý account của server Hà Nội. Ok chưa? Đó, và cái nhân vật Lucky Boy này không ai khác chính là cái account Atula mà trước đây mình đã có giới thiệu với anh em trên kênh. Thì để nói thêm một chút, phân tích thêm một chút với anh em về Atula. Atula hiện tại thì đã chuyển chủ anh em nhé, đã chuyển chủ, đã chuyển nhượng trên thị trường chuyển nhượng, đã chuyển sang chủ mới. Và trước đây mình đã có làm một cái clip review về cái nhân vật Cháo này cho với cái bộ cánh lưỡng nghi, độc nhất server. Tuy nhiên thì cái thông tin này mình đưa ra cũng chưa phải là chính xác, tại vì là cái thời điểm mà năm ngoái là có hai chiếc cánh như này, còn có rất nhiều những nhân vật tân thủ khác được cánh, thì đấy là quăng cái đồ gì hỗ trợ tân thủ ra, nhưng mà hạn dùng chỉ là 1 tuần đến 1 tháng thôi. Nhưng mà cái cánh này có hai cái. Ok, bỏ qua cái vấn đề mà Atula năm ngoái cũng có chiếc cánh lưỡng nghi hạn dùng 1 năm, quay trở lại nhân vật Atula năm nay cũng rất là chịu chơi, chủ mới của chúng ta cũng rất là chịu chơi, cũng đấu thắng lô cánh lưỡng nghi này để ốp lên cái nhân vật Atula. Vì thế nên Atula vô hình dung đã 2 năm liền sử dụng cái bộ cánh này. Đó, anh em có thể thấy là các dân chơi game MMO Hà Nội của chúng ta cũng không thua kém bất kỳ một con game cổ nào như Võ Lâm hay là Phong Thần, đều có cái mức chịu chi rất là khủng khiếp. Quay trở lại với Atula của chúng ta, thì bây giờ hiện tại thì Atula đã được chuyển sao trang cho một bạn khác, một nhân vật khác rồi. Và bây giờ anh em mình sẽ mượn nick account của bạn ấy và chúng ta sẽ đăng nhập vào trong game để cùng chiêm ngưỡng cái lô đồ này. Mình sẽ phân tích lại một chút về cái lô đồ đấu giá thắng của năm nay. Xin mời anh em cùng hành trình. Đây rồi, con hàng của chúng ta ngày hôm nay đây rồi. Anh em có thể chiêm ngưỡng luôn cái hiệu ứng của con hàng Atula này ở ngay cái giao diện phòng chờ. Đó. Đây là một trong những cái vị pháp sư tu sĩ pháp thuật gì rất là nổi tiếng ở trong cái một cái chuyện gì đó. Hôm trước mình nhìn trên YouTube có đề xuất mình xem cái video Atula. Rồi bây giờ chúng ta cũng sẽ nốc vào in game để tham khảo cái lô in tem mới đấu giá thành công này. Đó, anh em có thể nhìn thấy đỉnh cao đây anh em nhé. Nếu mà tính ra 1 năm mà sử dụng hai cái bộ trang bị này thì cũng không phải là đắt nếu mà chơi game đúng không? Tại vì tính ra thì 40 triệu chia cho 1 năm cơ mà, chia cho 365 ngày. Hơn 100.000 ngày. Ok. Rồi, kiếm một cái vị trí nào đó đẹp đẹp một chút để cùng quay cái video này nào. Về Norensia Market. Hôm qua mình có đứng nhân vật Marara trong map này đây. Đó. Rồi, xuống con ngựa đi.
Atona của chúng ta thì cũng mới được đưa lên cái thị trường chuyển nhượng khoảng cách đây khoảng 3 tháng thì vậy, mình nhớ không nhỉ? Khoảng 3 tháng anh em nhé. Đó, vẻ đẹp của cái bộ cánh chinh phục. Mình nhầm, cánh lưỡng nghi. Đó, vẻ đẹp của cái bộ cánh lưỡng nghi. Đây là một bộ cánh mà như ở ngoài website trang chủ mua có chia sẻ, đó là bộ cánh thiên thần và ác quỷ. Vì sao lại gọi là bộ thái cánh thiên thần và ác quỷ? Mọi người có thể nhìn thấy nha, chúng ta sẽ có hai bộ cánh ốp vào một. Cánh phía trước là cánh thiên thần, phía sau là cánh ác quỷ. Mình quay đằng sau cho anh em xem. Đó. Ngoài ra ấy, bộ cánh này còn được có thêm một cái phi phong áo choàng nữa. Đó, đây là ba chiếc cánh kết hợp lại thì nó mới đúng hơn. Đây là bộ cánh thiên thần ác quỷ. Rồi, ngày hôm nay thì sẽ review lại một chút về cái giá trị của cái lô đồ của Atula nhá. Anh em cùng theo dõi này. Lướt qua một chút nào. Hậu thư này. Pen thủ ba nước phòng thủ khiên này. Sẽ đi từ cái cặp sác nhá, cặp sác mà lên sàn hôm thị trường chuyển nhượng hôm hôm trước nhá. Phân tích cặp sác chưa này. Quay về cái bảng xếp hạng. Xếp hạng của chúng ta thì Atula đang xếp thứ 18 trên toàn server, với hệ chúa tể thì chúng ta sẽ có cái vị trí thứ 7. Và với cái vị trí về thuộc tính thì Atula đang hết xếp hạng vị trí thứ 5, nên cái level thuộc tính là 66. Cũng chất chơi đấy. Ok, quay trở lại cái xếp hạng của toàn server về cái nhân vật chúa tể đi. Đứng thứ 7 này. Atula với point dư là 111.690 điểm, point master là 1.985 và cái level thuộc tính là 66. Kèm với cặp hậu thư theo account, mức giá trên thị trường chuyển nhượng mới đây là 125 triệu anh em nhé, 125 triệu, 111.000 point dư này, level thuộc tính 66 đó, và point master là 1.960 mấy đó, cộng với cặp hậu thư này được bán kèm theo account không giao dịch được với mức giá là 125 triệu. Anh em thấy thế nào, cái mức giá đấy nó có ổn cho với một cái nhân vật cũng rất huyền thoại trong game này này. Cái tên Atula này cũng được nằm trên cái nhân vật này nó cũng tương đối lâu rồi. Cũng tính bằng năm chờ này, nó không phải là những cái tên nhân vật mới đâu. Và ở trong bất kỳ một cái video nào đó về cái nhân vật đẳng cấp, mình sẽ không giới thiệu cũng như public cái tên của chủ account. Tại vì ảnh hưởng tới cái cuộc sống đời tư của anh em. Đó. Và đâu đó cái chủ account mới này cũng là một người bạn rất là trẻ tuổi ở Bắc Giang và hiện tại đang sinh sống bên Nhật. Nếu mình đấy là cái thông tin mình tìm hiểu qua nhưng mình không hỏi trực tiếp. Ok. Đi xong về cái giá trị của cặp sác của Atula. Tiếp đến là bộ Thái Dương. Thái Dương 3 mắc này thì mức giá là 13 triệu. Cao nhất server với cái dòng đồ level 380. Bộ Thái Dương full 3 mắc là 13 triệu. Đó. Khiên tối cao là 1 triệu. Full 3 mắc. Chúa tể thì thường sẽ dùng khiên này anh em nhé. Chúa tể xịn sò thì cũng có dùng khiên này này. Còn chúa tể mà chưa xịn sò lắm thì sẽ dùng những khiên thấp cấp hơn. Ok. Ngoài ra bên hòm đồ bên này chúng ta còn bộ bộ tham tinh nữa. Còn bộ tham tinh anh em ạ. Còn bộ tham tinh. Và bộ tham tinh này của Atula thì cũng có luôn cả khiên luôn. Rất là đẹp trai. Chuyên dùng để đi ôm bom tăng máu đây. Tham tinh kèm khiên này thì
còn thiếu cái tay nữa anh em ơi. Mình đang cập nhật lại cái bộ tham tinh kèm khiên này cho anh em xem mức giá. Đây là một cái bộ tham tinh với cái dòng là socket K5. Anh em có thể thấy là 5 món khảm như một. Đó. 5 món khảm như một. Đều có những cái dòng là phòng thủ khiên này, rồi phản hồi sát thương cũng như là giảm sức sát thương. Khiên cũng như thế luôn. Thực ra cái bộ tham tinh này mua thì không khó bằng mua cái khiên đâu. Không khó bằng mua bằng cái khiên này đâu. Cái khiên này thì anh em sẽ bán lẻ ít hơn. Bộ này khoảng 5 củ anh em ạ, cả khiên khoảng 5 củ. Chú Ác Cao báo về như thế. Đây là đồ socket. Khi mặc đồ socket thì anh em có thể thấy cái lượng máu nó sẽ tăng lên. Và con nhân vật này của chúng ta chưa cộng cột máu rồi. Đó. Mới level 10 vừa reset xong. Bó tay rồi, không để ý. Ok. Tí mình sẽ cộng điểm cho nhân vật này để chúng ta đi 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 trên quái một chút. Tại vì lúc nãy mình nhìn thấy cái bản đồ này nó chưa mở nên mình cũng cứ nghĩ là hết gen nhưng không để ý lắm. Nhân vật vừa reset xong. Bộ tham tinh cộng 15 K5 5 triệu anh em ạ. Rồi. Qua cái item thứ hai, bộ item thứ hai nhá. Tiếp đến là chúng ta sẽ có một cái chiếc pen thủ ba nước phòng thủ khiên. Cái pen thủ này là cái pen thủ dành cho chiến binh và chúa tể, là một trong những cái pen mà hot nhất trên thị trường, giá cao nhất. Thì cái pen ba nước này sẽ rơi vào khoảng 45 triệu. Tại vì cái pen 4 nước là 50 triệu thì cái pen 3 nước phòng thủ khiên sẽ là 45 triệu. Cái pen của thương thủ hoặc là cái pen của quyền binh ấy thì hoặc là cái magic thì nó còn sẽ có giá vừa. Nhưng mà đối với hai hệ phái hot như là chúa tể và chiến binh DK thì giá sẽ là giá trên trời. Và để được sở hữu được cái item này anh em phải bỏ nguyên một con Airblade ra đấy. 45 củ. Đây còn có thêm một cái chiếc đao sát thủ cộng 15 full, anh em mua về trang trí ác thôi chứ còn cái đao này thì không không ăn thua. Hoặc là đánh những nhân vật yếu mà người ta, đặc biệt là Sum ấy, mà người ta có cái mặc đồ mặc bút phản đam thì chúng ta chỉ cầm cái đao này và gõ 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 vào đầu ấy. Chứ anh em không được tung skin nhá, tung skin là bị phản đam chết ngay, anh em chỉ chém chay thôi. Đấy, đánh những nhân vật yếu thì phải có cái mẹo. Cặp ring gió này cũng hot đây này, cũng ít người bán lắm. Cặp ring gió này riêng về những cặp ring về độc hay gió hay nước hay băng ấy thì nó sẽ chỉ duy nhất cặp ring gió này được bút ẩn thì phải. Mình có một người bạn chia sẻ với mình là về những cái cặp ring full ấy nó đều dòng giống nhau hết, tuy nhiên cặp ring gió này được bút ẩn nó sẽ có cái chỉ số mạnh hơn những cái dòng ring full kia khác, vì thế nên cái mức giá của cái ring gió này sẽ cao hơn và ít người bán hơn này. Hiện tại thì cái nhân vật của mình đang chơi cũng không có cái cặp này đâu. Đó. Rồi, đấy là cái cặp ring gió. Hai cái item cuối cùng mà chúng ta cùng chờ đón và quan tâm nhất chính là chiếc cánh lưỡng nghi và chiếc quyền trượng thánh thần. Quay về một chút về chiếc cánh lưỡng nghi trước. Cánh lưỡng nghi này như mình đã chia sẻ thì được đấu giá thắng vào ngày mùng 2 tháng 1. Và được admin trả vào sáng ngày mùng 3 tháng 1 vào lúc gần 7 giờ sáng như anh em nhìn thấy này. Sẽ hết hạn đúng vào năm sau vào cái ngày đó vào cái giờ đưa. Và đây là một chiếc cánh full với các dòng như là tăng HP tự động này, cơ hội phục hồi 1/3 HD, hoàn toàn HP 7% sức loại bỏ phòng thủ đối phương, tỷ lệ sát thương gấp đôi 8%. Có nghĩa là nôm na chiếc cánh này full thì cũng có 7 dòng. Và anh em lưu ý nhá, chiếc cánh lưỡng nghi này cũng như chiếc cánh chinh phục mà cái bạn Phóc BG đấu giá thắng ấy sẽ mạnh hơn rất nhiều so với chiếc cánh 4, sẽ có một sự khác biệt hoàn toàn. Chứ không có lý do gì anh em đấu giá chiếc cánh này về chỉ để trang trí ác đâu. Đó, anh em phải lưu ý cái thông tin đó. Không có lý do gì chiếc cánh này được đấu giá về chỉ để trang trí ác đâu. Đó, và anh em có thể thấy là cái hiệu ứng của cái cánh lưỡng nghi khi mà bay ấy, thì sẽ có cái lông chim nó rơi ra. Và cái chiếc cánh này đang được admin treo trên cái chợ ảo của chúng ta với mức giá trên trời. Mức giá chúng ta chỉ để ngắm nhìn thôi. Đây mình sẽ cho anh em xem. Cánh này. Chinh phục này. Đó. Full này. 999.990 bạc. 1 triệu bạc. 1 triệu bạc thì sẽ có mức giá là 70 triệu. Đúng không anh em?
mà không biết có mua được không. Đây là cái admin treo nhá, cái lưỡng nghi này là cũng như thế, giá như thế. Anh em có thể thấy là admin đang là treo hai cái cánh này trên này mới với mức giá trên trời cho anh em xem đấy. Mà không biết có mua được không, tại vì bản chất cái cánh này chưa tung, chưa 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 có cái dự kiến tung ra thực tế trên thị trường, trên trong trong cái game này, và chỉ dành cho cái sự kiện đấu giá những nhân vật đẳng cấp người ta bỏ tiền ra người ta thuê mới được thôi. Và cũng chưa có một cái kế hoạch gì cho cái bộ cánh này vĩnh viễn anh em nhá. Đó, đấy là về cái cánh. Còn đây là cái chiếc trượng này. Trượng này thì do cái quá trình tung ra cái sản phẩm này nó nhanh quá, vì thế nên là admin của chúng ta chưa có nhờ bác thợ rèn hoàn thiện lốt cái dòng chữ của item, nó đang bị lag đồ hình vuông. Thì sau này thì admin cũng sẽ fix lại cái code của cái trượng này để cho nó hiển thị là đồ hoàn hảo, quyền trượng thánh thần đấy, cộng 15. Nếu mà tên đầy đủ nó sẽ như thế. Cái hiệu ứng của item này cũng như cái item này thì chắc chắn là anh em cũng đã nhìn thấy nhiều rồi. Và cái quyền trượng này của chúng ta ở đây như đang nhìn thấy đây thì là cộng 0. Hiệu ứng không được vàng, để mình xem nhá. Hiệu ứng không được vàng. Admin sẽ phải sửa lại cả tên và cái chỉ số cộng cho các bạn này. Đó, chỉ chỉnh sửa tên và chỉ số cộng cho bạn này chứ không để như này được. Bây giờ mình sẽ theo dõi một cái video khác về cái quyền trượng này, khi mà nó là đồ cộng 15 hiệu ứng sẽ khác. Nhớ không nhầm trước đây mình đang soi lại cái quyền trượng thánh thần của chúa tể rớt để so sánh cho các bạn nó sẽ khác nhau những cái dòng gì. Và các bạn yên tâm đi, chắc chắn là cái hiệu ứng của con kia vẫn đang là cộng không. Không biết cái đoạn nào nữa đây. Đây nha, anh em có thể nhìn thấy này, cái hiệu ứng của cái quyền trượng cộng 15 nó vàng như này cơ mà. Nhưng cái quyền trượng của chúng ta hiện tại trông nó đang hơi tối, nó đang xanh cái dạng đồ ếch đấy. Anh em nhìn chưa? Còn nếu mà lên cộng 15 ấy thì nó sáng bóng rồi. Và cái này thì mình nghĩ là admin cũng sẽ sớm có cái sửa đổi cho cái bạn chủ lô đồ này để bạn sẽ nhận được cái giá trị nó hoàn hảo nhất. Đâu để mình xem lại cái thông tin mà lúc mình review nhân vật này có quay đến cái trượng đây rồi. Rồi, đây. Đây là cái trượng thánh thần này, cộng 15. Và cái thông tin dòng như sau. Về cái chỉ số thuộc tính cộng 22%. Anh em so sánh bên này. Em so sánh bên này. Đó, cũng giống y nhau nhá. Anh em nhìn chưa? Giống y nhau này. Và anh em có thể thấy là cái quyền trượng này gia tăng sức tấn công của thú nuôi có 100% thôi, nhưng cái quyền trượng của bạn này là 111% cơ. Đó. Phải có phép so sánh thực tế thì anh em mới biết nó sự khác nhau như nào. Cái tiếp theo nữa mà rất là quan trọng đó là ở đây thì chúng ta sẽ có sức đánh tăng thêm 28, có 3 dòng, 2 dòng may mắn này và sức đánh tăng thêm 28 và tuyệt chiêu sóng âm mana. Nhưng cái quyền trượng trong lô đồ đấu giá năm 2021 này chúng ta có thêm 4 dòng exocet, đó là dòng toàn dòng xịn thôi anh em nhé. 4 dòng xịn nhất đấy là tỷ lệ sát thương hoàn hảo cộng 10%, gia tăng sức tấn công cấp độ 20 cộng 1, gia tăng sức sát thương sức tấn công cộng 2%, gia tăng sức sát thương chí mạng cộng 3%. Nhưng cái quyền trượng của cái lô đồ đấu giá Tết âm năm 2020 không có ba cái dòng exocet đó, mà admin mới tung ra ba dòng này. Vì thế chắc chắn cái quyền trượng này sẽ khỏe hơn cái quyền trượng kia. Có một điểm khác biệt mà anh em có thể nhìn thấy ngay ở trên cái quyền trượng này, đó là cái năm cái dòng lửa của chúng ta gia tăng lực tấn công ma lực cấp độ cộng không ấy, thì tại vì là nhân vật của chúng ta chưa mắc skin thường, và cái đây cái skin thường này phải lên đến 800
Và cái thứ hai là cái level của chúng ta đang cộng nằm level 10 nên cái trượng này nó chưa nhảy cái giá trị thực của nó. Còn đối với nhân vật chúa tể của chúng ta bên trong video này đây thì anh ta đã mắc skin và mắc cái level, vì thế nên là cái cấp độ ma lực này sẽ cộng mắc tối đa là 85%. Thì trong cái video hôm trước mình làm về Madara ấy, mình mới nói đến 82 thôi, nhưng thực tế nó phải là 85 anh em nhé. Đây mình xin phép sửa lại một chút cho anh em. Đó. Vậy anh em có một cái phép so sánh tổng quan nó hai cái sự khác biệt nhau giữa hai cái quyền trượng. Tuy nhiên thì đây là đồ hạn dùng 1 năm, còn kia là đồ vĩnh viễn. Như mình phỏng đoán và cái con mắt của mình thì cái đồ này là đang là cộng không, chưa nên cộng 15 đâu anh em ạ. Đó, nhân vật này đang hơi thiệt thòi một chút đấy. Rồi, cộng cái chỉ số, tất cả các chỉ số để mình còn đi trên một chút cho lên level nào. Mình không cộng máu nhé, máu không cần cộng đâu, máu cộng cái số dư còn lại thôi. Rồi chúng ta cũng sẽ có những bước nhảy map như mình đã hướng dẫn tới anh em. Đánh đam quái thì anh em dùng cái tuyệt chiêu sóng âm này. Đó là nữa đeo còn ngựa tháo xuống không lên được rồi, phải đủ level 358 mới đeo ngựa, đeo con thần mã này lên, chưa đủ level. Mình cộng đến 65.000 anh em là mắc tóc rồi, mắc binh hết rồi anh em ạ. Cho về cái góc mặc định của máy này anh em dễ quan sát hơn. Đi nha. Vào SP kinh nghiệm đi. Vào SP kinh nghiệm anh em dùng chiêu sóng âm này này. Và sẽ sử dụng cái skin về auto là cho tự động quay chuột. Lên level thì cái ma lực nó sẽ cộng theo này. Những cái dòng socket nó sẽ có giá trị thêm tăng lên. Level thì nhảy liên tục rồi, 157 anh em này. Đánh hệ phái DK và chúa tể thì anh em vẫn phải chạy. Còn với hệ sâu thì anh em chỉ đứng một chỗ quẩy thôi. Nhân vật này cũng cắn bùa tăng kinh nghiệm anh em nhé. Cái bùa này cũng rẻ mà, tính ra 1 tháng rẻ lắm. Rồi đeo con thần mã lên đi, nó nhiều kinh nghiệm. Đang bị ngạt mũi nên làm video rất là hay ho hắng. Giọng này nghe bị lệch lạc anh em rất thông cảm nhé. Atula đang ở trong liên minh Legion Mu mọi người nhé.
355 level mà cái viên lửa mới lên tới 2 năm là lên 400 max xem là nó đến được bao nhiêu. Tại vì nó còn phụ thuộc vào cái skin thường đấy anh em ạ. Tôi đeo con ngựa này. Thích kinh nghiệm tăng nữa thì đeo con cái nhận gấu nâu này anh em ơi. Con này cũng đi. Cần mắc level rồi, mình sẽ nhảy về một cái bãi để đứng cho nó mắc hẳn luôn đi. Còn một phút nữa, đánh hết trong này luôn. Mười ba giây nữa kết thúc này anh em này, 380 level rồi. Anh chủ tể vẫn còn nhàn hơn cả DK nhỉ, DK anh mệt. Rồi, tập này là hết rồi, hết quá rồi. Rồi về cái map K2 đi, vào cái bãi trên ở đây đứng một lúc nữa là mắc level luôn mà. Tap này xem nhỏ mình đứng đâu anh em nhé. Rồi anh em thấy nhìn được bãi nhá, nên kinh nghiệm mà bầm luôn này. Ra giết con này để cho nó hiển thị vào bên trong đây. Giết con này. Đứng đây chơi một lúc. Em có thể quan sát thấy nhá, nhóm FKS rất là nhanh, DK chỉ có chạy đi chạy lại thôi, đến nơi thì nó bắn bị quái bắn chết rồi, chỉ một mũi tên thôi là quái đã chết rồi. Thank you.
Ok, đã mắc never rồi anh em ơi. Kiểm tra xem cái quyền trượng xem nào. Đó anh em nhìn thấy chưa? Mắc never lên ngay cái chỉ số 85. Còn never có 309 mấy thì cũng chỉ có 27 thôi. Chứ cũng cái này thì lên 793 là khá là ok rồi. Như này là mắc cái tốc độ đam rồi này. Rồi và phần tiếp theo của video bây giờ mình sẽ cho anh em chiêm ngưỡng cái đấu trường PK giữa Atula và Soguru mới nổi trên thị trường mới đây với một trận PK thứ hai. Tại vì trước đây mình nhìn thấy có bên bạn Gru có đăng tải một cái video mà đấu trường thắng Atula. Vậy ngày hôm nay mình sẽ đăng kèm cho anh em một xem một mà đoạn video về Atula sẽ bật lại Gru ở trên cái hệ thống đấu trường. Bây giờ xin mời anh em cùng tham khảo. Rồi chơi thôi. Bắt đầu đấu trường giữa Atula và Gru với hai trang bị mới là quyền trượng thánh thần và chiếc cánh lưỡng nghi. Anh em cùng theo dõi trận đấu này. Ok, đã bị Gru giết, đã hẹo. Gru 1-0. Tiếp tục. Bị đam rất đau nhưng mà chúa sâu của chúng ta Tele đang chưa nhìn thấy đâu. Đang Tele chạy đi đâu rồi đây. Rồi, 1-1. Đã xuất hiện tiếp. Chú tể thì hay đứng và sát sát cột để bắt bóng của sâu anh em nhé. Rồi, 2-1. Xuất hiện tiếp. Đây là bị lác bóng rồi. Đây, bên dưới này cơ. Anh em nhìn tỷ số bên góc nhá. Vừa bị phá giáp xong, bị phá giáp phát nữa. Ok, bị phá giáp phát nữa nhưng vẫn chưa chết. Vẫn chưa chết, bị phá giáp liên tục. Rồi, hẹo rồi, tỷ số là 2-0. Hai đều mình sorry anh em. Bút nhanh tay vào lao vào quật nó anh em ơi. Atula đang sử dụng chiêu thức phong tâm anh em nhé. Phá giáp này. Vẫn chưa chết. Rồi, chuyển luôn sóng âm. Đoạn video này là được chủ account có ghi lại màn hình. Vì thế nên là sẽ khung hình nó sẽ không đồng điệu với cái khung hình của mình đâu. Nó sẽ không đồng điệu với khung hình video của mình. Đây là hình độ phân giải màn hình 4 tỷ lệ 43, còn của mình là 16:9. Anh em xem tạm vậy. Úi dồi, không để ý đã lên tỷ số 4-2 này anh em nhìn chưa? Đang là mải nhìn các game thủ quẩy. Tại vì khi sâu chết người ta cũng sẽ bút và tele rất là nhanh. 4-2 nghiêng về Atula. Bạn Gru này cũng có một cái clip đăng thắng Atula trong đấu trường này. Nhưng mà sau đó lại bị bật lại. Hai ván. Lại chết thêm phát nữa rồi. 5-2. Đam của Atula cũng thực sự khủng khiếp đấy anh em ạ. Đang đợi Gru Tele đến. Đó, lại chết thêm phát nữa, 6-2. Rồi, 6-3. Bảy bốn, hai game thủ đều nan đặt chết. Đánh đến 10 là thắng anh em nhé. Tám luôn. 8-4, phong tâm xịt đám rất là đau anh em ạ. Chưa phong tâm bám đuổi khổ lắm. Rồi đã nhìn thấy xuất hiện từ xa, đang tên lên đến. Phong tâm. Vào tiếp phong tâm. Vào tiếp phong tâm.
Anh em có thể thấy là chúa tể đánh sẽ dựa vào cột để bắt bài sâu khi mà tele 9-4 rồi, lại guru lại hẹo rồi. Rồi, 10-4 xong luôn. Một ván 1-1C. Tiếp tục đến C đấu thứ hai. Đã vào đấu trường. Chú tể đam cực to, vì thế nên anh em chỉ sơ sẩy phát là hẹo. Rồi, 1-0 nghiêng về Gru. Nhìn như này là khả năng Gru hẹo mất rồi. Đấy, anh em thể nhìn chưa? Chết hai ván liên tục. Xuất hiện mà anh em không kịp chạy mà bị chúa tể nhìn thấy là tỷ lệ hẹo nó cực cao luôn. Mà cái đấu trường này không riêng gì cái sâu có cái chiêu tê lê đấy, đã lên 3-1 rồi. Mà khi mà chúng ta chạy trong map đấu trường này cũng rất bị dễ bị lag hình ảnh. Có nghĩa là kể cả hai chúa tể hoặc là chúa tể DK solo nhau thì vẫn có cái hiện tượng bị lag hình ảnh. Có nghĩa là không biết cái nhân vật đang đứng đâu, tự nhiên mình đã chết đấy, kiểu kiểu như thế. Chưa nhìn thấy họ mà mình đã chết. Tỷ số là 3-1 rồi này. Nếu là mình sẽ dùng phong tâm và chiêu 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 tự nhiên lại quên tên mất rồi. Cái chiêu thứ tư kìa. Chứ mình sẽ không dùng cái chiêu triệu hồi quả, tăng cường triệu hồi quả. À, chỉ dùng phóng sóng âm và phong tâm. Tỷ số 4-1 anh em ơi. Năm một rồi, rất nhanh. Phát nữa 6-1 này, nhìn kiểu này là biết. Đó, mình nhìn kiểu xuất hiện như thế là chết rồi. Không kịp chạy rồi. Xuất hiện ở xa xa thì còn có thể tele đến. Còn có chuyện nhưng mà xuất hiện ở gần gần như này thì lại hẹo phát nữa cho mà xem. 7-1 đó, mình các bạn thấy mình bắt bóng kinh không? Ở góc bên kia thì có thể sâu có thể tiến đến nhẹ nhàng nhưng mà đứng gần gần như này là hẹo. Rồi, 72, đẹp đấy. Nhanh tay đấy. Bút rất nhanh. Đúng cột dò đối thủ đã. Bút chơi cái triệu hồi quả. Rồi đây, đối thủ đây. Rồi, 73. Lại ăn cường thạch vào đầu rồi. Còn 3 ván nữa, còn 3 ván nữa mà không kết thúc được thì hơi uổng. Rồi, 7-4, chết 3 ván liên tục rồi. Quả này là 8-4 rồi, đó mình nhìn là biết xuất hiện từ đợt như chỗ này. Chín bốn rồi. Cũng chạy được quả đấy rồi. Ván cuối này. C cuối này anh em này. Phá giáp bắt rồi. Kết thúc được không? Xong rồi, nhìn kiểu này là xong rồi. Ok, Atula đã chiến thắng với hai ván đấu trường, tỷ số là 10, Atula Gru 4. Video này đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem và đăng ký cũng như ủng hộ kênh YouTube Mua Hà Nội Xưa Và Nay. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video lần sau.